14 người này đang tổ chức đá gà ăn tiền và họ đã bị cảnh sát hình sự công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bắt gọn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 3 tháng 6 năm 2018, công an huyện Châu Thành đã trinh sát, mật phục bắt quả tang một nhóm người đang tổ chức sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vườn dừa của ông Võ Ngọc Thanh ở ấp An Hòa Thành, xã An Hóa, huyện Châu Thành. Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản xử lý 14 người có liên quan, đồng thời tạm giữ 12 điện thoại di động, 9 xe máy, 5 con gà đá cùng 51 triệu đồng. Tụ điểm đá gà này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên tụ tập rất đông các con bạc tại địa phương và các xã lân cận đến tham gia sát phạt. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.